Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng Giêng năm 2020, giờ này ở tại miền Tây Hoa Kỳ của chúng tôi đó là 9 giờ 35 phút buổi tối, tức là coi như 12 giờ 35 phút ngày mai ở tại Việt Nam và 1 giờ 35 phút buổi trưa ở tại miền Tây của nước Úc. Tại Perth và 4 giờ 35 buổi chiều ở tại miền đông của nước Úc, thí dụ Sydney và Melbourne. Và sau một tuần đó vắng mặt thì hôm nay thì tôi xin được tái xuất hiện. Nó có nhiều cái lý do lắm và tôi cũng biết rằng là nhiều người nóng ruột theo dõi chuyện đó, và tôi cũng có ở ngay trên cái YouTube của tôi đó, tôi có thông báo cái tin buồn ở trong gia đình đó, tức là người anh vợ của nhà tôi, nghệ sĩ Quỳnh Giao, đã mất năm 2014 đó. Ông anh đã sống với tôi từ 30 năm nay. Ông mới tạ thế hôm mùng 7 vừa rồi. Và trong lúc mà cả nước Mỹ và đặc biệt riêng ở cái vùng California này đó là bị hỗn loạn vì cái chuyện đại dịch, thành thử ra đó cái việc mà tổ chức tang lễ đó, nó đã có những cái trục trặc, có những cái trở ngại. Thế và trong suốt mấy ngày vừa rồi đó tôi phải lo cái việc đó và thắp nhang cầu kinh mỗi ngày và lên chùa 2-3 lần để lo cái việc tang lễ đó cho nó tương đối, nó chu đáo, gọi là nó tương tất. Ông anh ruột của Quỳnh Giao đó là giáo sư Nguyễn Phước Bửu Dương. Bửu Dương không phải là Bửu Dưỡng. Ông cụ của giáo sư Bửu Dương với lại Quỳnh Giao đó là học giả Ưng Quả, Nguyễn Phước Ưng Quả, tức là cháu nội của Tuy Lý Vương Miên Trinh, tức là ông cụ là thuộc dòng dõi của vua Minh Mạng. Và chúng ta vẫn nhớ đến Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương, chẳng hạn chúng ta cứ nghe thấy nói đến Văn Như Siêu Quát, Vu Tiền Hán, Thi là thơ đó, Đáo Tùng Tuy, tức là Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương đó là Thất Thịnh Đường, còn hay hơn thời Thịnh Đường hạn đó, đó. Thì đấy là một họ như vậy. Và giáo sư Bửu Dương đó sinh năm 1930. Ông đi du học ở bên Mỹ vào tuổi 18 và là một của Đại học Harvard. Và sau đó, ông ở lại, ông dạy học hai cái môn học vua nhất trong các cái đại học của Mỹ cho đến khi về hưu. Hai cái môn đó là văn chương Pháp và văn chương Trung Hoa. Tức là ông ấy dành cả tiếng Pháp lẫn cả chữ Hán nữa. Thì tôi đã sống cùng với ông, lo cho ông ấy trong 30 năm. Và khi nhà tôi mất, thì trước khi nhà tôi mất thì tôi có nói rằng là em đừng lo, nhà tôi tức là nghệ sĩ Quỳnh Giao, tức là Công Tằng Tôn Nữ Đoàn Tràng, cũng là thuộc về gọi là hoàng phái đó. Tôi có nói rằng là em đừng có lo, nếu có cái chuyện gì nó xảy ra cho em đó, thì anh, tức là bản thân chúng tôi đó, là sẽ lo cho anh Dương. Tôi gọi là anh Dương, Bửu Dương, trong nhà giáo sư, tiến sĩ. Anh sẽ lo cho anh Dương. Và thưa quý vị và các bạn đó, thì cuối cùng đó là trong cái ngôi nhà trống của tôi đó, trước đây còn có hai anh em. Ông mất năm 2011, lúc ông hơn 90 tuổi.
và trời Phật thương, ông đi tương đối nhẹ nhàng và không phải là vì cái trận đại dịch, không phải là vì cái Covid-19. Trong khi đó, đó là một người chú ruột của tôi, đó là em ruột của ông cụ tôi, đó là, thì đang bị Covid từ mấy tuần nay. Nhà thương chữa bệnh khám xong thấy rằng là có vẻ khỏi rồi, được đi ra một cái nơi gọi là động để luyện tập. Nhưng mà sau cùng đó, thì lại thấy rằng là có cái gì trục trặc đó lại đem lại vào nhà thương nữa. Thì tôi trình bày như vậy một cái chuyện nó rất riêng tư, nhưng mà nó có thể nó xảy ra cho bất cứ ai, để quý vị thông cảm cho những cái chuyện hoạn nạn của trong gia đình của chúng tôi. Nhờ trời, Phật, Chúa hay là một đấng thiêng liêng nào đó, đó thì sức khỏe của tôi nó vẫn còn được bình thường, dù rằng là cũng đã lớn tuổi rồi, mà không sao. Và sau khi mà đã đưa lên cái đó, lên cái cáo phó rất là ngắn gọn, tôi không có muốn làm nó rườm rà, tại vì trong cái lúc này đó là cái thảm kịch nó có thể xảy ra cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới, riêng tại Hoa Kỳ cũng vậy nữa. Nhưng mà gia đình chúng tôi là 8 anh em ở nhiều nơi khác nhau đó, thì vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để cho biết tin tức là thứ như thế nào đó. Và mình không có ồn ào nói về chính mình. Đó là cái phần thứ nhất. Và lúc đó thì tôi cũng phải xin cảm tạ. Khi mà tôi đưa cái cáo phó rất là ngắn gọn lên đó, thì có nhiều người chia buồn với tôi. Tôi xin tri ơn việc đó. Và tôi đề nghị tùy theo tôn giáo của mình đó, chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người đã được tai qua nạn khỏi trong cái năm gọi là Canh Tí, năm 2020 nó có đầy giông bão hết tất cả, và nó có đầy những cái tai họa hết, từ y tế sang đến kinh tế vân vân. Đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ nhì đó, tức là Hoa Kỳ vừa rồi đã có một cái cơn chấn động, một cái vụ khủng hoảng, và bản thân chúng tôi đã có trình bày nhiều lần những cái rắc rối về luật lệ nọ kia, và có một chút lạc quan khi tôi nghĩ rằng là cái thể chế chính trị và cái hệ thống luật lệ của nước Mỹ đó nó có thể giúp cho được nước Mỹ đó bảo vệ được cái nền dân chủ, hoặc là cái hệ thống gọi là công lý của nước Mỹ trong cái vụ bầu cử cái ngày mùng 3 tháng 11 năm 2020. Thì tôi phải thú thật rằng là cái đó là tôi lạc quan. Và sau đó, đó là tôi lại còn làm mất lòng nhiều người, những cái người ủng hộ ông Donald Trump. Tôi nói rằng là ông Donald Trump đã phạm sai lầm cái hôm thứ tư mùng 6, khi mà quần chúng ủng hộ ông đó, đến trước phủ tổng thống, tòa Bạch Cung, ông ra ông nói chuyện với họ trong 1 tiếng 12 phút. Tôi nghe 2 lần cái bài diễn văn đó. Và ông có kêu gọi họ rằng là chúng ta phải lên tiếng trước Quốc hội Mỹ, nhưng một cái cách ôn hòa, hòa bình và yêu nước. Cái điều ông nói đó ở cái phút thứ 18, 18, 10 giây, ông nói 12 giờ trưa. Truyền thông báo chí đó bỏ cái đoạn này đi. Và sau đó, thì người ta mới được biết rằng là trước khi nó có cái vụ ngày mùng 6 tháng Giêng đó, Quốc hội Hoa Kỳ đó là thẩm xét cái kết quả bầu cử để quyết định xem kết quả bầu cử nó ra làm sao đó. Thì cơ quan điều tra liên bang FBI đã nói rằng là cái ngày hôm đó rất là thể nào cũng có bạo động. Và lúc đó tôi bị nhiều người đả kích tôi rằng là đã chê ông Trump trong cái việc đó. Ông kêu gọi quần chúng đến trước dinh tổng thống
để ông nói rằng là đây này, nó có những cái sự gian lận nó như này như này như này, ông nói đến ba mươi mấy trường hợp, nhưng mà ông có căn dặn rằng là chúng ta phải đưa ra cái ý kiến của mình trước Quốc hội một cách hòa bình và yêu nước, không được phép bạo động. Trong khi ông đang nói như vậy thì đã có những cái thành phần đáng nghi tấn công vào trụ sở Quốc hội từ trước. Ông nói cái bài diễn văn đó lúc 12 giờ trưa. Ông nói mất 12 giờ, ông nói mất 1 tiếng 12 phút. Thì coi như là sau 1 giờ trưa thì cái đám đông đó mới có thể di chuyển đến từ phủ tổng thống, di chuyển đến trụ sở Quốc hội đó, cách đó 2 cây số. Một đám đông như vậy đó thì họ di chuyển nó không có nhanh, cái đuôi rất dài. Vậy mà từ 1 giờ trưa đó đã có những cái hiện tượng kỳ lạ nó xảy ra. Những người xưng danh rằng là ủng hộ ông Donald Trump mà lúc đó đó là tuyệt đại đa số còn đang ở phủ tổng thống trước tòa Bạch Cung, thì đã có những thành phần đó đột nhập vào trụ sở của Quốc hội. Và điều nó cũng lạ không kém đó, cảnh sát bảo vệ Quốc hội đó lại vui vẻ chụp hình với họ và mở cửa cho họ vào. Và chính là cái thiểu số đó đã gây ra những cái vụ bạo động, cho đến khi mà cái đám quần chúng biểu tình của ông Trump đến sau đó thì thấy cái tình hình của là nó náo loạn lên. Nhưng mà ông Trump đó bị cái tội oan, tôi phải nói rõ ràng là bị cái tội oan. Nếu người ta điều tra cho nó rõ ràng là ông bị tội oan là ông không có xúi giục những cái thành phần này gây bạo động vào lúc đó. Chỉ có nói rằng là quý vị nên lên tiếng trình bày cái quan điểm của mình, nhưng mà một cách ôn hòa, peacefully và ai quốc, patriotically. Ông không có xúi giục chuyện đó, nhưng mà ông đã bị việc đó. Và khi đó, thưa quý vị và các bạn, từ hôm thứ ba mùng năm đó, tôi có nói rằng là ông cẩn thận, cái hẹn của ông với lịch sử đó, nó là ngày mai, ông có thể là ông sẽ thua cái trận đó. Và tôi có chơi chữ, tôi có nói chơi chữ bằng tiếng Anh, Donald Trump 2. Sit down, ngồi xuống và shut up, im miệng đi. Và tôi còn dùng cái chữ phiên dịch sang tiếng Việt Nam đó là câm đi. Lẽ dĩ nhiên đó là tôi bị búa rìu, người ta chửi tôi về cái chuyện đó. Người ta, tôi là những cái người mà ủng hộ ông Donald Trump đó là tại vì tôi nói rằng là ông phải cẩn thận khi mà ông xách động quần chúng đi biểu tình vào trong một cái thời điểm cực kỳ nguy hiểm cho nước Mỹ, hệ thống luật pháp, cho cái nền công lý, cho cái nền dân chủ của nước Mỹ. Tại vì lúc đó đó là Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện đang thảo luận với nhau, và nó có một cái vai trò quan trọng đó là Phó Tổng thống Mike Pence với tư cách đó là Chủ tịch của Thượng viện đó, là người có thể quyết định về cái chuyện đó. Tức là ông ấy lãnh một cái trách nhiệm rất lớn trên vai của ông, mà ông đã né một lần. Cái hôm 23 tháng 12 tôi có theo dõi và tôi cũng có trình bày trước. Ông Donald Trump nghĩ rằng là ông Phó Tổng thống của mình với tư cách là Chủ tịch của Thượng viện theo đúng luật lệ của Hiến pháp, ông có thể nêu lên vấn đề là tại sao nó có một số những cái tiểu bang đã có những cái vi phạm luật lệ về bầu cử. Xin đề nghị quý vị coi lại cái chuyện vi phạm đó, nó đúng sai, nó ra làm sao. Cái ngày 23 tháng 12 đó, trước cái ngày 24 là cái ngày quan trọng, tôi có trình bày trong một cái chương trình trước cách đây 3-4 tuần rồi, tôi có nói đến cái lịch trình diễn tiến mọi chuyện nó ra làm sao, để chúng ta có được một cái khung thời gian để theo dõi biết rằng là ngày này nó có cái chuyện gì nó xảy ra ở tại Hoa Kỳ, và căn cứ trên những cái luật lệ hiến pháp các thứ nó ra làm sao, điều này tu chính án nọ vân vân, chuyện đó tôi có trình bày chuyện đó.
Và tôi có theo dõi, tôi nói rằng là ông Trump tôi là trông cậy vào ông Mike Pence mà không xong cái ngày 23 tháng 12, và cuối cùng ngày 24 tháng 12, tức là đúng là trước Giáng sinh không có cái chuyện gì xảy ra cả. Ông Trump thất vọng về chuyện đó rồi, và đến cái ngày mùng 6 tháng giêng đó thì ông phó tổng thống Mike Pence cũng vậy nữa, ông không đặt lại vấn đề. Và cái tin mà ông không có đặt lại vấn đề về cái cuộc bầu cử đó, nó có giá trị hay không, nó có sự gian lận hay không, chúng ta thảo luận với nhau, nghiên cứu lại về cái chuyện nó ra làm sao đó đó. Khi mà ông nói rằng ông không đặt lại vấn đề đó đó, thì cái quần chúng gọi là ủng hộ ông Trump thì có thể rằng là họ nghe tin, họ cũng thấy phẫn phẫn uất, nhưng mà họ không phải là những cái người đã gây ra cái chuyện náo loạn, chuyện bạo động khiến cho 5 người đã mất mạng ngày hôm đó. Và cái đó nó làm cái vết nhơ cho cái sự nghiệp chính trị của ông Tổng thống Donald Trump. Và tôi lại nhắc lại rằng là tôi có trình bày từ trước, ông cẩn thận, ông sẽ bị mắc bẫy, là tại vì người ta đã chuẩn bị giăng bẫy ông từ lâu. Vậy mà hôm đó đó, cái quan trọng như vậy đó, thì tại sao lại tổ chức cho quần chúng đi vào trong quốc hội? Họ có thể rằng là họ biểu tình ở một cái nơi nào khác, không dính đến cái chỗ quốc hội đó. Thì lúc đó đó, đó là những cái kẻ khiêu khích mà rõ ràng là của phe bên kia, không có cái cơ hội mượn tên ông Trump để gây ra bạo động. Cuối cùng thì ông Trump bị gọi là chỉ trích là đã xúi giục cái chuyện đó, nó là cái điều nó sai, ông ta hoàn toàn không xúi giục, nhưng mà truyền thông báo chí đã đặt ra chuyện đó. Và những cái lời mà khuyên giải của ông mà ông trình bày nó khá ôn hòa đó, người ta xóa, người ta không có phổ biến cho báo chí, truyền thông báo chí hoàn toàn không phổ biến những cái phần mà ông Trump ông nói chuyện 1 tiếng 12 phút, không phải là ít đâu. Quý vị vẫn có thể kiểm lại, nghe lại, nhờ phiên dịch lại để thấy cái chuyện nó như vậy. Nhưng mà ông hố, và tôi có nói trước rằng là ông cẩn thận, ông sẽ bị hố. Đáng nhẽ ra là ông nên im, tôi dùng cái chữ nó rất nặng, tại cái chữ shut up bằng tiếng Anh nó có nghĩa là câm miệng lại, là tôi dịch cái đó, tôi phải rằng là ông nên câm. Thì lẽ dĩ nhiên tôi bị đả kích, cái đó là bình thường khi mà mình bình luận đó, và có những cái người không đồng ý với lại những cái lý luận của mình đó, thì mình có thể mình bị đả kích, gọi là trong vòng lễ giáo, nói chuyện tử tế. Xong nhiều người ta lại nghĩ rằng là ủa, tức là tôi lại gọi là như là xoay chiều các thứ, là tại vì tôi nói rằng là tôi không đồng ý với ông Trump vì nhiều chuyện, nhất là cái cách xuất hiện và cái cách phát biểu của ông, nhưng mà tôi ủng hộ ông trong một số những cái quyết định quan trọng cho nước Mỹ và cho thế giới, đặc biệt đối với lại Trung Cộng. Trong khi đó, tôi cũng nói rõ ràng là tôi chưa bao giờ ủng hộ Đảng Dân Chủ, và đặc biệt là cái ông Joe Biden đó, từ khi mà ông đắc cử vào nghị sĩ năm 1972, và đã liên hệ đến cái cuộc chiến tại Việt Nam như thế nào, và đã hoàn toàn lắc đầu không chịu cho chính quyền Mỹ lúc đó là giúp cho những cái người tị nạn năm 1977, 75 đó, xin lỗi, có thể vào nước Mỹ chẳng hạn, thì tôi không ưa ông đó từ lâu, và tôi cũng nói rõ ràng chủ trương quan điểm của tôi về cái chuyện đó. Dù sao cũng chỉ là cái tiếng nói của một người có thể theo dõi thông tin hoặc là bình luận chẳng hạn, nhưng mà nó không phải là một cái chuyện gì nó ghê gớm cả. Và tôi cũng nói đi nói lại rằng là tôi cố gắng đi giữ được cái sự khách quan khi mà gạn lọc tin tức và trình bày nó lại để xem thời sự nó như vậy, nhưng mà bên trong nó là những cái chuyện gì đó, thì tôi mới dùng cái chữ nó giải ảo. Và nếu mà chúng ta theo dõi những chuyện đó thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng là nó có biến động thật. Vì vậy đó, thưa quý vị và các bạn, trong vòng 1 tuần, tức là từ hôm mùng 5, thứ ba mùng 5 tháng Giêng năm 2021 cho đến hôm nay là tối thứ ba, trong suốt 1 tuần đó, tôi vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.
và thông tin trên cái chương mục Facebook của tôi lấy tên là Dynamax Forum, tức là Đại Nam đó, diễn đàn Đại Nam, và có hình ảnh và tên tôi hẳn hoi như vậy. Tôi vẫn cố gắng tôi cập nhật tin tức, tôi nói nó có tin này có tin kia, và tôi cũng tránh là tôi không có bình luận tiếp về những cái chuyện về bầu cử đó, là tại vì nó quá kinh khủng, nó quá rắc rối, và nó đưa Hoa Kỳ đến một cái cuộc khủng hoảng làm cho cả thế giới khinh thường. Khinh thường từ tháng 11 khi bầu cử đó, có những cái chuyện lộn xộn không đáng tin ở 6 tiểu bang, mà là 6 tiểu bang gọi là thuộc loại sôi động, tức là 6 tiểu bang mà Đảng Dân Chủ đó không có hy vọng thắng, cuối cùng lại thắng. Tối mùng 3 phòng phiếu đóng cửa, sáng mùng 4 đó là kết quả bầu cử, đó là nó lộn xộn, nó đảo ngược lại hết. Thì tôi có theo dõi cái chuyện đó. Sáng mùng 4 đó, tức là sáng hôm sau đó là thứ tư đó, là nó lung tung như vậy đó. Thì người ta thấy rằng là nó có cái chuyện nó đang nghi, và cuối cùng ra là cãi cọ hết, xong rồi kiện cáo từ cấp tiểu bang lên đến cái cấp liên bang, lên đến tối cao pháp viện. Và tối cao pháp viện cái hôm 11 tháng 12 vậy rồi đó, hôm thứ sáu đó, đó thì lại nói rằng là không, tiểu bang thực sự kiện 4 tiểu bang kia đó là có những cái chuyện gọi là vi phạm luật lệ về bầu cử của cái tiểu 4 tiểu bang đó. Thì tối cao pháp viện với đa số 7-2 nói rằng là tiểu bang Texas không có cơ sở để nói rằng là mình là nạn nhân. Thành ra đó, đó là tối cao pháp viện không thẩm xét cái chuyện đó. Không thẩm xét chứ không có nói rằng là Texas sai hay là 4 cái tiểu bang kia đúng cái thứ gì cả. Nhưng mà gạt nó qua một bên, trừ có 2 người thẩm phán, Clarence Thomas và ông Samuel Alito, thì nói rằng là không có cơ sở, chúng ta vẫn có thể đi suy nghĩ về cái chuyện đó, căn cứ trên những cái tiền lệ hoặc là trên những cái án lệ, tức là những cái quyết định của tòa án trước đó mà người ta gọi là án lệ, jurisprudence, là cái đó, đó nó cũng là cái cơ sở để cho giới thẩm phán về sau có thể căn cứ trên chuyện đó, năm nào, tháng nào, ở đâu đó nó có vụ kiện giữa hai người hay là hai tiểu bang, cái chuyện này chuyện kia đó chẳng hạn đó, đó. Và tối cao pháp viện lúc đó đã có những cái quyết định như vậy, thì tại sao chúng ta không căn cứ trên những cái quyết định trước đó đã thành án lệ, tức là một cái tiền lệ của tòa án, của tòa án cao nhất của nước Mỹ đó, tại sao không giải quyết chuyện đó? Nhưng mà thôi, cái việc đó nó đã xong rồi. Và bây giờ đó, đó thì ngày hôm nay ông Donald Trump đó, đó là có xuất hiện ở tại một cái thành phố của tiểu bang Texas, nơi mà đã xây dựng một cái bức tường để ngăn cản cái là di dân nhập lậu vào từ miền Nam vào nước Mỹ, xong rồi ông đi về không có chuyện gì cả. Trong khi đó, đó thì Hạ viện của Hoa Kỳ trong tay Đảng Dân Chủ đó, đó đòi viện dẫn cái tu chính án số 25 xuất hiện, nếu tôi nhớ không nhầm, là năm 1967, để nói rằng là phó tổng thống và đa số trong nội các có thể căn cứ trên cái tình trạng minh mẫn, sức khỏe, thí dụ như vậy, khả năng của tổng thống, mà nói rằng là tổng thống đó không có khả năng lãnh đạo được. Đó là tu chính án số thứ 25. Ngày hôm nay Hạ viện của Hoa Kỳ đã yêu cầu làm cái chuyện đó. Và ông Phó Tổng thống Mike Pence đã có cái thư chính thức vào buổi chiều ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn, giờ của miền Đông Hoa Kỳ, giờ của thủ đô Mỹ, nói rằng là chúng ta có nhiều việc khác chúng ta cần phải hàn gắn. Và chúng tôi, tức là bản thân chúng tôi và nội các đó, đó thấy rằng là không thể nào viện dẫn cái tu chính án thứ 25 để chất phế ông Donald Trump ngay lập tức. Nếu mà không có chuyện gì đó thì ngày 20 tháng Giêng đó, ông đã phải bàn giao
trách nhiệm tổng thống cho cái người tân cử là nguyên phó tổng thống Joe Biden là ngày 20 tháng Giêng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 12. Tức là làm sao mà 8 ngày, 7 ngày trước đó, đó mà lại còn đi chốt phế ông Donald Trump. Đặng để rồi cuối cùng sau đó là ông phó tổng thống Mike Pence lên thay trong mấy ngày. Thì ông bảo rằng là tại sao chúng ta không có làm cho nó bớt căng thẳng, là chúng ta tại sao không đi tìm lại được cái sự hòa dịu, sự đoàn kết. Và cái việc mà chất phế ông Trump vì cái lý do gọi là sức khỏe hay là sự minh mẫn hay là cái khả năng mà kia ông bị bất lực chẳng hạn đó, đó là cái điều nó không có giúp gì cho đất nước chúng ta cả. Ông từ chối. Nhưng mà sau đó thì Hạ viện ở trong tay Đảng Dân Chủ vẫn bỏ phiếu. Bỏ phiếu với lại đa số là 223 dân biểu bên Dân Chủ đồng ý rằng là sẽ phải viện dẫn cái điều 25 để chốt phế ông Donald Trump. Ngược lại đó có 205 dân biểu nói rằng không, không nên làm chuyện đó. Đó là chuyện. Rồi sau đó Hạ viện cũng ở trong tay Đảng Dân Chủ và Thượng viện cũng ở trong tay Đảng Dân Chủ. Sau khi mà có hai nghị sĩ Dân Chủ đã thắng cử ở tại Georgia hôm mùng 5, tức là cách đây tuần. Mà trong những cái điều kiện mà tôi có theo dõi cái cuộc bầu cử đó, tôi bảo làm cái này thì có khi rằng là Đảng Cộng Hòa đó, là đang chiếm 50 ghế nghị sĩ và Đảng Dân Chủ đó, đó là có 48 ghế nghị sĩ thôi ở tại Thượng viện. Thì tôi có nói rằng là có thể rằng là Đảng Dân Chủ sẽ thắng, tức là sẽ có 50 nghị sĩ Dân Chủ, 50 nghị sĩ Cộng Hòa trong Quốc hội của cái khóa 117. Và hai nghị sĩ bên Đảng Dân Chủ vừa mới đắc cử sát nút mỏng tang mà vừa mới gọi là tuyên thệ nhậm chức xong, thì khi đó, đó đó là cái người mà phó tổng thống cho ông Joe Biden đó, tức là nghị sĩ Kamala Harris đó, là sẽ vì với tư cách phó tổng thống là chủ tịch của Thượng viện. Nếu mà Thượng viện gọi là ở vào cái tình trạng bất phân thắng bại 50-50 đó, thì cái lá phiếu của phó tổng thống nó sẽ là lá phiếu quyết định. Và cái đó, đó là nó sẽ đưa nước Mỹ vào một cái cuộc khủng hoảng khác nữa. Sau khi ông Trump hết làm tổng thống, thì cái đó tôi thấy rằng là chuyện đó nó quá kỳ lạ, nó quá bất ngờ. Và trong suốt 5-7 ngày vừa rồi đó, đó là sau khi mà chính ông Donald Trump đó, đó là bị tất cả những cái doanh nghiệp cao kỵ đó, đó là cấm không được sử dụng những cái phương tiện truyền thông của họ lên những cái mạng xã hội, ví dụ như là Twitter, Google vân vân gì đó, đó, tức là kiểm duyệt luôn cả tổng thống đó, mà trong khi họ không kiểm duyệt những cái thông tin của các cái chế độ hung đồ Trung Cộng, Cộng hòa Iran chẳng hạn đó, đó. Họ không kiểm duyệt cái đó mà họ đi kiểm duyệt chính tổng thống của họ, đánh giá để bịt miệng ông Donald Trump, và nó gây chấn động cho cả thế giới hết. Thậm chí bà thủ tướng của nước Đức Angela Merkel vốn là người không ưa gì ông Donald Trump, bà cũng bảo rằng là không, cái này đó là nó hơi kỳ. Tại sao quý vị là những cái doanh nghiệp của tư nhân mà quý vị lại có thể rằng là kiểm soát được thông tin và kiểm duyệt luôn cả những cái lời phát biểu của ông Donald Trump, mà trong đó đó là hoàn toàn không có một cái lời phát biểu nào của ông Trump đó kêu gọi mọi người gọi là bạo động. Chuyện đó nó kỳ, tức là nước Mỹ đó đang từ từ đó đó thiên về một cái chủ nghĩa xã hội nhuốm mùi phát xít cộng sản. Đó là một cái điều mà nó mới làm cái cuộc khủng hoảng. Và người ta đồn trong 4-5 ngày vừa rồi thể nào ông Trump đó là có thể cũng lại sử dụng quân đội làm một cái cuộc đảo chính các thứ. Nó tin tức không có chính thức mà bị kiểm duyệt thì tin đồn nó đó nó lại trở thành là tin chính. Mọi người đồn đãi ra cái chuyện này hết. Và tôi cũng có trình bày, tôi cũng có kêu gọi ngay trên cái Facebook của tôi nói là phải cẩn thận chuyện đó. Tại vì đây đó là làm có thể nó là tin giả, nhưng mà xác động cái cảm quan
của mình. Xong rồi nó thể nào cũng có cái chuyện này chuyện kia, mà những chuyện đó đó. Thưa quý vị và các bạn, cho đến tối hôm nay là ngày 12 tháng Giêng đó, đó nó không xảy ra. Ông Donald Trump đó, đó không có lấy quyết định gọi là thiết quân luật hoặc là kêu gọi quân đội đó, đó là phải đi vào thủ đô bắt nhốt hết tất cả những cái người đối lập chính trị, như là người ta đã gọi là dự đoán hay là người ta đã đồn đãi cái chuyện đó nó không có. Và tôi bảo rằng là chúng ta còn 8 ngày nữa, thực sự là còn có 7 ngày nữa thôi. Đặng để đến cái ngày bàn giao đó thì chúng ta mong rằng là nước Mỹ đó là đừng có lại tự bắn vào chân một lần nữa. Sau khi ông Trump đó đã có phạm sai lầm, cũng không xúi dục, nhưng mà cái thời điểm để có cái việc mà tụ tập những người đã ủng hộ ông đó, cái thời điểm đó mà ngày 6 tháng Giêng và 12 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa lúc đó, đó cái thời điểm đó nó tai hại cho cái sự nghiệp chính trị của ông ta. Và cái bọn sử gia, tôi phải nói là bọn đầy xuyên tạc hơn tất cả, sẽ kể lại cho hậu thế rằng là ông Trump đó là tổng thống bị thất cử mà không chấp nhận kết quả bầu cử, và xúi quần chúng của mình đó là đi vào đập phá quốc hội khiến cho 5 người bị thiệt mạng. Chuyện đó đó người ta sẽ ghi lại như là cái sự thật về lịch sử. Điều đó nó không đúng. Nhưng mà vì cái hiện tượng thông tin gọi là bị gạn lọc đó, đó thì người ta phải theo dõi những cái nguồn tin khác, những cái hình ảnh của những cái người có tham dự chuyện đó, họ quay chuyện đó thì mới thấy ra rằng là đã có tình trạng ném đá giấu tay từ trước và khai thác cái sự vụng về chính trị của ông Trump trong cái ngày hôm đó để đả kích ông ta rằng là đã thất cử, còn xúi dân chúng đi vào đập phá trụ sở quốc hội thì nó thành ra một cái vụ khủng hoảng chính trị không đỡ được. Sau này và bây giờ đó, thì các cái cơ quan điều tra đó, đó là đã bắt đầu nghiên cứu, theo dõi và thẩm xét lại chuyện đó thì mới thấy rõ ràng rằng là hình như đó là đã có cái sự sách động từ trước, đã có những cái âm mưu phá hoại đó và mượn tên cái đám quần chúng ủng hộ ông Donald Trump để gây ra một cái cuộc khủng hoảng. Nhưng mà chúng ta đã nhìn thấy đã có nhiều cuộc điều tra về hai cha con của ông Joe Biden với lại Hunter Biden, đó là đã có từ 2018. Cơ quan FBI đã biết chuyện đó nhưng mà bọc xuôi không có tiết lộ ra ngoài. Truyền thông báo chí cũng không được nhắc lại đến chuyện đó, để cho đến khi ông Joe Biden đắc cử tổng thống trong những cái điều kiện đáng nghi ngờ đó, đó thì truy tội cho ông Donald Trump. Thưa quý vị và các bạn, tôi cố gắng trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ tóm lược lại những cái chuyện nó quá rắc rối như vậy đó, đó. Sau này chúng ta sẽ còn có dịp trở lại trình bày từng khía cạnh một. Tôi chỉ có nói rằng là cách đây 2-3 tuần tôi mong cái đó để nó có thể nó giải quyết được những cái chuyện rắc rối về cái vụ bầu cử đó, và nhờ đó đó mà củng cố được cái nền dân chủ và cái hệ thống công lý của nước Mỹ. Lúc đó tôi tưởng sẽ là như vậy, không ngờ rằng là tôi lạc quan. Sự thể đó nó không phải là như vậy mà nó còn đưa ra một cái vụ khủng hoảng khác nữa. Và trước khi kết thúc thì tôi cũng phải trình bày với quý vị và các bạn, tôi không phải là cái người gọi là đi phất cờ, đi ủng hộ cho ông Trump hay là thế này thế kia các thứ gì cả. Nhưng mà tại vì là một cái người theo dõi tin tức, trình bày nó kia, tôi có quyền, tôi có cái quan điểm của tôi, lập trường của tôi, và tôi trình bày ra, có người đồng ý, có người không đồng ý, cái đó không sao hết tất cả. Chúng ta phải có được thẩm xét thông tin, gạn lọc thông tin và đưa ra những cái phần bình luận của mình. Nhưng mà trừ phi đi ra làm báo, lại báo lá cải
moi móc những cái tin động trời mà không có cơ sở gì cả để có thể bán báo, thì cái đó nó lại không phải là cái nghề của tôi, nó không phải là cái phần gọi là cái quan niệm chuyên của tôi không có làm chuyện đó. Nhưng mà tôi có nói, tôi có trình bày chuyện đó, và lẽ nhiên là tôi cũng bị đả kích nhiều lắm. Cái đó không sao, chúng ta ở trong một cái hệ thống chính trị xã hội đó, không ai được độc quyền chân lý hết. Các cái chế độ độc tài đó thì có độc quyền chân lý, để đảng nói rằng là quá khứ như thế này mới là đúng, và đảng kiểm soát cái hiện tại như thế này, và đảng để tiên đoán rằng là tương lai nó phải như thế này đó, đó. Tại vì Marx hay là Lenin hay là ông Mao Trạch Đông hay ai đó đã nói như vậy. Cái đó đó là tôi gọi là độc quyền chân lý. Chúng ta không chấp nhận được cái chế độ độc quyền chân lý. Hình như rằng là Hoa Kỳ đó là đang trôi vào trong cái tình trạng đó. Và tôi bảo nếu mà ông Joe Biden lên làm tổng thống đó, tôi sẽ có một cái trò rất vui. Tôi sẽ mở ra một cái mục châm biếm chơi chữ, tôi theo dõi và tôi phê phán từng việc một của ông Joe Biden chuyện đó. Có thể nó là một cái niềm an ủi cho những cái người gọi là ủng hộ ông Trump và bây giờ là đang thất vọng, đang thấy buồn khổ. Tôi nói, không sao với tất cả. Sự nghiệp của quý vị, của chúng ta nó không có căn cứ trên cái người nào đang làm tổng thống của nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta luôn luôn để ý rằng là nước Mỹ rất là có những cái chủ trương đường lối có khi thay đổi sau mỗi một cái cuộc bầu cử. Và những cái thay đổi đó, đó nó mới gây ra khá nhiều hoạn nạn cho các quốc gia khác. Có thể trong phần 2, nếu quý vị và các bạn cho tôi phép, cho tôi được phép nghỉ một chút đó, tôi sẽ nói lại về cái chuyện đó. Sau 4 năm lãnh đạo của ông Trump đó, thế giới đã có một số những cái thay đổi nó ra làm sao. Và bây giờ đó ông Trump không làm tổng thống nữa đó, đó. Thì các quốc gia khác trên thế giới nhìn chuyện đó nó như thế nào. Ông Donald Trump đó không thể nào, như tôi có trình bày nỗi niềm của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump không có thể nào một mình thuyết phục 100 quốc gia khác làm đúng như ý của nước Mỹ được. Tại vì quyền lợi của cả 100 quốc gia khác đó, nó chằng chéo với nhau, nó cũng có khác biệt với lại cái quyền lợi hay là an ninh của Hoa Kỳ chẳng hạn đó. Phải thuyết phục 4 năm vừa rồi đó, thì cũng đã đàm được một số việc. Nhưng mà sau đó, thì nước Mỹ đi vào khủng hoảng. Và cái người sẽ lãnh đạo nước Mỹ trong tương lai đó, là sẽ lấy quyết định ra làm sao đó. Chúng ta chưa rõ. Tôi chỉ có thấy ở đây là phần chót đó. Cho đến giờ này thì ông Joe Biden đã bị áp lực của cái cánh cực tả rất mạnh, đặng để ông chuẩn bị cái nội các và cái ban tham mưu của ông. Nhưng mà tôi cũng có theo dõi thì tôi thấy rằng là ông ấy tương đối, ông chống lại cái áp lực của cái phe cực tả, và ông chọn những cái người mà ông đã báo trước có thể sẽ đi làm, ví dụ như ngoại trưởng hay là tổng trưởng ngân khố hoặc là cố vấn về an ninh về này thế kia đó, thì tôi thấy rằng là ông cũng cố rằng là ông giữ, ông không có để bị cái cánh cực tả nó đẩy ông về phía cực tả. Thì tôi cho rằng là đấy nó cũng là một cái điều mà nó đáng mừng. Chúng ta chưa rõ rằng là đến khi hành xử hoặc là đến khi hành sự đó, ông sẽ giải quyết ra làm sao. Như là có một lần tôi có trình bày từ tuần trước, tổng thống nghĩ trong đầu tôi mà đắc cử tôi sẽ như thế này thế này thế này, rồi đến khi mà đắc cử nhậm chức xong nó mở cái hồ sơ đó xong nó mới thấy rằng là bao nhiêu những thầy bàn mà chỉ cho mình này đấy thế kia đó, khi đi tranh cử đó nó khác hẳn với thực tế, và lúc đó lại phải đảo ngược lại lập trường, lại phải lấy những cái quyết định khác, là phải đối phó với lại phản ứng của các quốc gia khác. Nó cũng là một cái chuyện mà có thể chúng ta sẽ theo dõi sau khi Hoa Kỳ có lãnh đạo mới, và trước khi chúng ta ra khỏi cái năm Canh Tí gọi là nó thê lương kinh khủng như này, để chúng ta chào mừng Xuân Tân Sửu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.